Morphine là một loại ma túy tổng hợp được thiết kế để điều trị các cơn đau dữ dội. Là một chất dạng thuốc phiện, TT được tạo ra từ thuốc phiện hoặc hạt từ một số cây thuốc phiện. Trong khi morphine là một loại thuốc giảm đau mạnh, morphine cũng đã được chứng minh là có khả năng gây nghiện cao theo thời gian. Việc sử dụng morphine liên tục có thể làm giảm khả năng chịu đựng của cơ thể đối với nó, đòi hỏi nhiều morphine hơn để đạt được hiệu quả tương tự. Mặc dù morphine là một chất được kiểm soát và được sử dụng trong các cơ sở y tế, tình trạng nghiện vẫn xảy ra. Theo CDC, gần nửa triệu người đã chết vì sử dụng quá liều ma túy opioid từ năm 1999 đến năm 2019. Con số này bao gồm tử vong do heroin, morphine và các loại thuốc giảm đau khác chẳng hạn như oxycodone. Do đó, cần có các phương pháp kiểm soát cơn đau mới vừa hiệu quả vừa giảm nguy cơ nghiện. Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science Advances đã chỉ ra cách một loại độc tố có nguồn gốc từ loài ốc nón Rowland độc Conus rolani hoạt động như một loại thuốc giảm đau. Một loại có khả năng hiệu quả hơn và ít gây nghiện hơn morphine. Conus rolani là một trong số gần 800 loài ốc biển sử dụng chất độc để tấn công và bắt hoạt con mồi tiềm năng. Tuy nhiên, không giống như các loài ốc sên khác, Conus rolani đôi khi phải đợi hàng giờ để chất độc hoạt động chậm của chúng làm con mồi mất khả năng hoàn toàn. Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu một loại độc tố Conus rolani cụ thể trên chuột và phát hiện ra rằng chất này giúp giảm đau hiệu quả trong thời gian dài hơn nhiều so với morphine. Nhóm nghiên cứu đã tái tạo gần 100 loại độc tố có trong chất độc Conus rolani. Họ đã chụp ảnh X-quang của chất độc tạo ra hiệu ứng tích cực ở chuột và phát hiện ra rằng nó giống với somatostatin, một loại hormone tự nhiên ở người đã được chứng minh là giúp điều chỉnh cơn đau. Việc sử dụng ốc sên trong y học và quản lý cơn đau không phải là mới, cũng không phải là việc chuyển sang tự nhiên để lấy cảm hứng cho sự phát triển của phương pháp trị liệu. Một số loại thuốc giảm đau đã được phát triển bằng cách sử dụng loài ốc sên Conus magus. Ví dụ, Ziconotide là một loại thuốc được FDA chấp thuận cho những cơn đau dữ dội. Tuy nhiên, nhiều loại thuốc trong số này hiện đắt tiền và rất dễ xâm lấn, chúng phải được đưa trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương. Độc tố từ Conus rolani có thể khiến thuốc giảm đau dễ tiếp cận hơn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!